Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đã rất lâu rồi, hôm nay mình mới ra lại video mới vì lý do cá nhân cho nên hôm nay mình mới ra lại video và làm video cho các bạn cùng xem nha. Xin lỗi các bạn. Hôm nay là tiếp tục hành trình khám phá đất nước Singapore phần 2 với mình nha. Sáng nay á thì mình sẽ đi kiếm đồ ăn sáng ở khu Bugis nha các bạn. Đây buổi sáng thì ở đây cũng ăn thức ăn ăn rất nhiều nha. Buổi sáng ở Singapore thì những cái quán local khá là mở cửa khá là dễ các bạn, như những cái món talk box thì mở sớm, còn những chỗ như là food court hay là những khu ăn uống á, mà người dân hay ăn á, thì mở hơi trễ các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi kiếm đồ ăn ăn sáng nè các bạn. Mình đang ở khu Bugis nha các bạn. Khu Bugis thì theo mình thấy á, thì giá nó bình dân hơn so với những khu Orchard hay là Marina San Bay các bạn. Bugis thì giá khá là tốt nha, rẻ hơn so với những cái khu bên kia. Giống như khi mình mua sắm hay gì đó thì giá vẫn tốt hơn nha. Hôm nay sẽ cùng mình khám phá những cái món đồ trong siêu thị Shin giá như thế nào nha. Một đất nước cũng gần rất là gần với Việt Nam mình luôn, nhưng mà nó rất là phát triển, văn minh và hiện đại nha. Giá tiền của nó rất là cao luôn các bạn. Tầm 18, bữa hôm nay là tỷ giá Con đã này là gần một cái 18 rồi các bạn ạ. fashion nha mọi người. Bây giờ là tầm 9:30 nhưng những cái tiệm cũng đang dần mở lắm. Mở thôi các bạn, chưa mở nhiều luôn nha. Mình đi mùa này thì khách du lịch rất là ít luôn, cho nên là rất là thoải mái nè. Mọi người sẽ được cùng mình sẽ cùng mình khám phá buổi sáng là người dân Singapore ăn gì nha. Mình thấy hoạt động rất là trẻ luôn. Bây giờ thì mình đang ở phút bọt kiếm đồ ăn cho mọi người. Ở Singapore thì theo mình thấy thì ăn sáng rất là đơn giản luôn nha các bạn. Cái món toast này là đặc sản của Sing luôn nè các bạn. Ăn khá là đơn giản, bánh mì, trứng ốp la với lại một ly sữa. Món này là cũng là đặc sản của Singapore, buổi sáng người Sing hay ăn nhất nha các bạn. Văn hóa của họ là vậy. Ăn sáng xong rồi, bây giờ mình sẽ đi Hải qua sản quá mắc khám luôn. phá một cái Cái dù mức sống nào thì siêu nó thị cũng khá nhỏ ok. gần sát bên chỗ ăn sáng của mình nha. Đây cho các bạn cùng xem giá ở Singapore, hải sản ở Singapore đắt đỏ như thế nào nha. Đây là cá hồi này các bạn Dạ không, cá hồi. đó. Xin chào mọi người nha. Mình Hôm đang ở nay siêu thì thị. mình sẽ dạo một siêu thị ở Singapore nha các bạn, cùng mình tham quan nha. Mình thấy theo mình thấy là ở đây rất cao luôn nha, giá cả rất cao luôn. Quay cho các bạn cùng coi nha. Nhất là những cái thực phẩm rau củ rất là mắc luôn. Rau củ hầu như là Singapore nhập Một khẩu các đô bạn, cho nên giá của rất là Sing cao đó thì nha. bằng Như đậu tầm bắp nè, những cái thực phẩm 17.260 que, đậu bắp, cải, 17.300 thì Việt Nam hành đó lá, cả giá nhà. bình quân Mắc hơn 3 nữa 4 đồng thì tương đó. ứng với 40 50 ngàn tiền Việt Nam luôn các bạn, nhưng mà một Dòng phần trái nhỏ cây xíu giờ thôi. cũng cao Trái thế cây cũng luôn. rất là đắt đỏ luôn nha. Bình quân á, theo mình thấy nếu mà GDP đầu người không cao mà ăn thực phẩm thì ăn giá cả ở đây rất là cao luôn Chị các quay bạn, chỉ là đi du video. lịch thôi nhưng mà mọi thứ mình thấy rất Đây là là đắt lộ đỏ bí luôn nha mọi nha. người. Vì Singapore rất là gần nước mình đó, chỉ bay tầm khoảng gần 2 tiếng thôi là đã tới Singapore rồi các bạn, mà mọi thứ ở Singapore rất là đắt đỏ nè, Đây là rồi những loại rất nấm là nè, văn minh luôn. nấm đồng mấy đồng mấy không à. Đây những cái nấm này các Nhưng bạn, mà nấm thì giá còn đỡ nha. Bây giờ mình 4 sẽ đồng qua không mà chút xíu mà là 4 xíu đồng, rau 0 nấm mọi lên người kim xem chi bên nha. mình tầm 15 ngàn một Nhất bó là nhỏ, nhưng bên đây trái cũng cây tầm nè, 50 giờ mình ngàn sẽ một, quay mà trái chi cây phí cho rất là mọi người cao luôn xem nha. nè. Đây là trái cây nè mọi người, dưa hấu nè.
3 đồng phở rất là mắc luôn nha. 5 đồng. Đu đủ ở đây khá là cao và xoài cũng không có rẻ nha mọi người. Nhưng mà vậy thì ăn như bên mình luôn, chắc là do nó nhập khẩu nữa thôi. Đây là cửa hàng về sushi đồ. Đấy, những cái combo sushi này. Wow, quá cao nha. Tại vì bên đây mức sống nó cao á, cho nên mọi thứ nó đều cao nha mọi người. Ở đây là phô mai đủ loại luôn mọi người. Rất nhiều loại phô mai và nhiều giá khác nhau luôn. Còn đây là thịt nguội nè. Thịt bò nè. Thịt bò thì một miếng như vậy là 7.6 100g thôi. 7.6 đô 100g. Rồi sống ở Singapore rất là cao luôn. Tôm hùm và cá hồi nha. Giờ mình sẽ tiếp tục và mình tham quan qua là rau củ nha. Đây là cây cần tây ở mình là mọi người thường một cái cây cần tây này nè, cây cần tây to này nè, 90 đô luôn. Bên mình chỉ có tầm một cây vậy là 30-30 ngàn thôi. Bên đây rất là cao nha. 170 ngàn một cây măng tây. Ồ, mắc quá mắc luôn. Măng tây 6.5 đồng. Wow. Dưa chuột 4 đồng hai trái. Wow. Cà chua, ớt nè mọi người. Còn đây là rau mùng sơn, rau cải có mấy cây mà 4 đồng luôn. Rau củ ở đây cực kỳ mắc luôn nha, những bắp cải gì, những bắp cải mà bình thường mình hay mua ở Đà Lạt gì đó nhỏ nhỏ bự đúng không, còn ở đây nhỏ xíu à, 6.3 đồng, gần cả 90 ngàn nha. Thanh long nè, trái cây quê hương mình nè. Ồ, giá gì vậy, 0.99, quá mắc. Ở đây thì nếu mà đã mua vậy thì mình sẽ mua những cái dạng nữa. Buy 3, 4. À, mua 3 thì còn 8.9. Mua luôn mấy cái blueberry này. Blueberry dâu ngọt, bao lắm nữa mọi người. Cam nè, lê tá. Chuối ở đây cao lắm nhưng mà đó, một cái chuối như vậy là 3 đô nha. Rất là mắc luôn. Dưa hấu thì 4 kg, một trái là 4 kg, mỗi ký là 8 đô. Quá trời, thơm. Trái thơm mực bên mình nè 4.9. Thanh long 4.9. Mấy thanh long này bên mình là chưa tới 10 ngàn nữa. Đó. Kiwi là giá là thấp, là ổn áp nhất. Giờ mình sẽ tham quan đu đủ mọi người. Mình đủ thì không ăn 3.45 đồng nha. Giờ thì mình sẽ qua bên chỗ hoa nha. Hoa, giá cả của hoa thì cũng hoa tulip 15 đô nè. Hoa ly thì mắc hơn mình tầm mấy chục ngàn thôi. Ồ, có những cây hoa rất là lạ nha. Ly giống giống mình, ly mình 100 mấy. Đúng rồi, ly mình 101. Ly này 10.8 đồng. Là 189. Phân nó bán hơi bị mắc. Mấy cây này bên mình mua, mấy cây này thường thường mua có 40 ngàn, 35 ngàn thôi, bự hơn vậy. 15 đô. Nó mắc vậy chứ mà ở ngoài người ta trồng cây quá trời phải không? Ồ, cây gì lạ vậy?
Bây giờ thì tiếp tục mình sẽ đi qua cái bên phần thực phẩm nha. Đây những món bánh này thường là bên Thái mình hay mua nhiều, 20 bạc. Đây 2 đô nha. Được 8 đô. Wow. Một đất nước siêu đắt đỏ này. Nói chung này là rất là đắt rồi mọi người, tại vì mức sống cao thì chi phí nó sẽ cao. Nước nè, quỷ Coca là 1.50 đồng. Đó mình đã mình cũng đã dạo một vòng ở siêu thị, một cái mall siêu thị ở Singapore cho mọi người xem rồi nha. Ở đây thì giá mọi người cũng thấy rồi đó, chi phí cao mà với mức sống cao thì giá cả nó sẽ cao thôi. Mọi thứ đều tính bằng đô và mức đô của nó là 17 mấy luôn nha mọi người. Đây một đất nước phát triển mà. Ồ. Đây sản phẩm thức ăn cho thú cưng nha. Wow. Rất là nhiều, nhiều, nhiều món trong đây nước cưng luôn. Nước, à, nói về nước nha, mình sẽ quay nước. Nước ở xin chị mọi người xem nhé. Đây là ở xin chị mình thấy sử dụng cái Avion này nhiều nha. Đó, nước suối thì nước rất là mắc luôn nha mọi người. Mọi người có thể coi đó. Mấy đồng một chai, mấy chai này, một chai được. Oral B, 39 đồng. Và thể hiện mình không có cây thay ta. 40 đồng mình trả điện. Mình mua ca nhạc. Rồi, kiếm đăng tái nữa rồi. Mà tao quay cảnh này á. Đây mọi người đang đợi xe buýt ở phía này nha. Thì mình sẽ tiếp tục qua bên khu Bugis này nha các bạn. Ở bên đây thì sẽ có nhiều quà lưu niệm nè, giá nó cũng rẻ hơn nữa các bạn. Giá thì những cái quà lưu niệm mình thấy là một hai món đó tầm 1-2 đô. Trái cây ở bên đây cũng rẻ hơn so với chỗ Puri Junction hồi nãy mình đi nha các bạn. Ở trong đó là siêu thị á. Ở đây thì giống như chợ ngoài trời, bán nhiều món lưu niệm. Chào mọi người, nãy lại tiếp tục video mình sẽ cùng mọi người tham quan phố Bugis nha. Đây là một cái chỗ với chạm Bugis nha. Ở đây bán giá rất là bình dân luôn. Này hàng không phải là thương hiệu cho nên là nó bình dân đó mọi người. Những cái quà lưu niệm của Singapore nha. Rồi trong chợ này có ẩm thực cho mình ăn luôn nha. Những cái quà lưu niệm của Singapore. Đây là ẩm thực của Singapore nè mọi người. Đây những tiệm dầu, dầu mà mình hay mua, dầu Tiger Balm. Đúng rồi, 8. 6 đồng 8, xài chai này sẽ lợi hơn nha. Face
Nước mía Việt Nam quá quen thuộc luôn nha. Một bên xin rất là mắc nha. Đây là những nước xin đó các bạn. Oxy Việt Nam có mặt ở Singapore nha. Giờ mình sẽ tham quan cửa hàng một đồng Singapore nha mọi người. Ôi, những cái này ăn như là có mua nè, có mua cũng mua nè. Đây mình cũng mua cái này ăn im đi luôn nha. Đó, mình sẽ tiếp tục cho mọi người dạo cửa hàng một đồng nha. Đây, em mình ăn một đồng chín nè. Chín là 2, là 3 mấy ngàn. Cứ đi đi chị. Ở đây mà mua đồ rẻ là mình vô cửa hàng. Một đồng 2 hả? Mười mấy ngàn á. Nè cái này 60 cent nè. Không mua mấy bịch này về đỡ đi dọc đường ăn hàng. Mình này mai nè. Em mua về cho bên ăn này bên mình này nè. Mai á. Cái này là Việt Nam mình có rồi đúng không? Việt Nam mình sản xuất qua chứ đâu. Đúng rồi, oxy của Việt Nam. Ăn tôm. Em thích ăn kẹo gì đó em lựa đi. Chị làm YouTube à? Đồng mình thấy có mì quen thuộc của nước mình nha, 13 mì. Ô bát kia soda. Nhưng mà cầm thì nặng quá. 145 rẻ mọi người. Một cốc rất là nặng. Mọi người muốn ăn sắp. Đây em mình em. Kiểu này là 1 đồng 9 nha. Kiểu em ăn. Đợt này Vaseline nó hết hàng tiêu rồi, nó còn được hợp 2 hộp. Đây bánh này. Tư nè. Đó mọi người thấy không? Nó đang 95 đồng rồi. 17 ngàn. Bây giờ thì mình sẽ tính tiền. Đây thì một số người ứng làm mấy cái này nhiều. Đây là bồng bon. Trái bồng bon của Shin Cherry nha mọi người. Vải nè. Mẹ cái này có 2 đồng mẹ. Đó, ở chỗ này thì nó bán trái cây cũng rẻ hơn so với nãy cái siêu thị mình đi nha. Là 1 đô. Thank you. Đây là tàu riêng bên Xin nha các bạn. Đây là chợ bu, chợ bu nhất nha. Đây là
cùng mình dạo một vòng bất dỗ Phú Quý nha các bạn. Trên ở đây đó thì dân địa phương nhiều cho nên giá sẽ rẻ hơn những cái siêu thị dịch thôi nha. Những cái app ẩm thực của người nhà. Hồ xiên nướng ở đây thì mấy đèn đỏ, đèn đỏ ngừng lại nha. Đi sao? Trời đang mưa luôn nhưng mà tạnh rồi mọi người, giờ mới tầm 11 giờ trưa nha. Đây là biểu tượng của Đông Hồ. Đây là Haziland nè. Giờ mình đang ở Arab Street các bạn, một khu phố nhỏ mà mọi người thường hay check-in ở đây nè. Ở khu trong đây thì buổi tối cũng vui hơn vì rất là nhiều quán ở trong đây các bạn. Phố nhỏ Haziland nha. Ở bên này có lẩu Haziland không chị ha? Quá trời luôn chị. Mall nào cũng có hết trơn. Chị mà biết chị hôm qua hơi tối qua chiều đụng đi ăn Haziland rồi. Haziland nhiều lắm, em thấy mà. Hôm qua biết chị đi ăn Haziland. Chuỗi đúng rồi. Nó giống giờ này chưa thấy mọi người. Nói chung mình thấy ở đây thì mọi người như đóng cửa nhưng mà trang trí rất là đẹp luôn nha. Những cửa hàng nè, dễ thương quá. Mặt bằng có xíu. Thấy không? Trời ơi, mặt bằng có video xíu. Đến đây là hết nha các bạn. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.